Trưa ngày 16 tháng 7, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết mục đích của địa phương là thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, không ngăn sông cấm chợ. Theo ông Tùng, thời gian vừa qua người và các phương tiện tại những địa phương đang thực hiện giãn cách như trên đến tỉnh Bình Thuận rất nhiều. Tỉnh không kiểm soát hết những trường hợp này và thực tế đã làm lây lan dịch bệnh tại địa phương. Ông Tùng giải thích, tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng là nhà cách ly nhà, thôn cách ly thôn, huyện cách ly huyện, tỉnh cách ly tỉnh, tuy nhiên vẫn để lọt số người đi qua gây lây lan dịch bệnh cho tỉnh. Do đó, tỉnh nhắc lại không cho người từ các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 đến, mà mình tạm gọi là những người đi tự phát. Ông Tùng cho biết thêm, trong văn bản của tỉnh vẫn ghi rõ trừ những trường hợp đặc biệt như cấp cứu chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác, thực thi công vụ và những trường hợp có thỏa thuận giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành phố. Cũng theo ông Tùng, dự kiến trong ngày nay tỉnh sẽ bàn với các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức đưa đón người dân địa phương đi về một cách có tổ chức, khép kín. Ông Tùng giải thích thêm, tỉnh sẽ ưu tiên cho những đối tượng đi khám chữa bệnh, sinh viên học sinh, các hoàn cảnh khó khăn về bằng những chuyến xe chuyên nghiệp hơn. Cái này đã nằm trong phương án của tỉnh. Khi trở về, tỉnh phải lo cơ sở cách ly, thậm chí là điều trị nếu phát hiện có trường hợp mắc bệnh.